Mọi người ơi, sau một ngày quay rất là mệt mỏi thì bây giờ ekip của chúng tôi đang có mặt tại quán của cô Ú. Thì chắc hẳn là cô Ú sẽ đãi chúng tôi ăn thật ngon thôi, bởi vì trời mưa thì quán rất là vắng quý vị. Cho nên chắc Ú sẽ đãi chị em ăn đúng không nè? Ngày hôm nay thì sau một ngày làm việc thật mệt mỏi, cái ekip thì Ú sẽ đãi cho các chị bánh canh và chè này trong quán. Và đặc biệt nhớ đừng mừng dội nha, là các chị phải bán cho em được mỗi người một tô bánh canh thì em mới đãi cho các chị ăn đó. Trời ơi, ăn trước đây tổ chức cho thử thách nữa chứ. Đúng rồi, em đi mỗi một ngày mà em ảnh hưởng bằng tổ chức rồi đó. Em phải bắt trước chứ, thử thách gì ngộ nghĩnh vậy. Bây giờ thử thách làm sao? Là bây giờ mỗi chị phải bán cho em được một tô bánh canh, làm sao mà nài nỉ khách ăn ủng hộ cho em, tại vì mưa gió quá mà quá mỗi người tô bánh canh. Rồi lỡ tao không mua bánh canh rồi sao? Thì em phải ăn chứ sao. Nhưng mà quên nữa, mua chè đúng không? Không, phải ăn bánh canh. Bánh canh hả? Mà mưa gió gì quán vắng que rồi sao mời ai? Đúng rồi, không có chị nhìn thì đó mới vậy, thì giờ chị phải ráng chứ giờ sao. Trời ơi, gì vô cho mời nhân viên ăn luôn. Thôi chị không, nhân viên là không được nha, mời khách nha chị nha. Cái nó hết ngộ ghê luôn. Rồi lạ không có khách rồi sao? Có nhiều khách, tôi vô tôi dụ. Có trời, vô chị đi vô. Mời mấy chị vô. Đó, có nhiều khách đó các bạn, chị muốn. Để chị cho, chị có kinh nghiệm lắm. Ờ chị mời đi, chị mời đi. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh chị ăn đây thường không? Dạ anh ơi, em làm phiền cái này chút xíu nha. Bữa nay thì tụi em quay ngày mệt rồi, đói quá. Nhưng mà bà chủ quán bà nói là mỗi người phải mời được một tô thì bà mới cho tụi em ăn. Vậy anh cảm phiền anh giúp em, anh ăn thêm một tô. Chị ăn rồi anh ăn một tô nữa nha. Ăn một tô đi anh, có nhiều một đâu. Trời ơi, người uống nhôm mới nhất à. Ăn mời người ta được có theo. Vợ người ta quánh ghen mày sao? Bạn ăn bà sạch kìa. Rồi, nha anh một tô thôi. Tại vì anh ủng hộ tụi em tô đi, coi như là làm phước vậy đó. Dạ. Chị à, để đói quá em đừng. Đói quá trời. Rồi biết sao? Em là em ốm. Vậy là tụi em mới biết sao, không phải ăn cho tụi em, ăn cho con, cho cái, cho bầu quá. Dạ, lúp lúp hết trơn rồi. Em sắp đẻ chị, em sắp đẻ. Tụi nghiệp nhỏ lắm anh. Dạ. Okay. Yeah. Hai bà đi bàn khác, bây giờ này của tôi. Ok. Chú lửa bàn này, chú lửa bàn này. Chú lửa bàn này. À, đó, được được một tô. Bà này có tôi, bà này có tôi nha. Mấy anh ơi, trời ơi, mưa gió này nè, nó nghe nè. Ăn chè thì nó ngon rồi đúng không? Ăn thêm mỗi người tô bánh canh đi cho nó ấm bụng thiệt á, cho nó chắc bụng, tối nay về khỏi ăn cơm. Mới ăn cơm là no lắm. Thôi ăn giùm em đi, thật sự tụi em thôi. Em mời anh nha, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi đã ủng hộ cho quán. Dạ, cảm ơn anh. Lấy cái mâm vô, lấy cái mâm vô, bỏ tô ra, bưng tô ra ra ngoài. Đó, đồ muốn đũa ra ngoài luôn, lấy mâm về. Anh ăn giùm em ơi. Ăn chè là no lắm luôn á. Thôi ra ăn tô, hai người tô cũng được đó. Em ơi, em giúp chị em tụi em đi. Mua tụi em nha, có bánh canh gà nè, bánh canh giò heo nè, giò nạc nè, giò gân nè, bánh canh hải sản nữa. Giò nạc chưa? Thành công rồi. Còn có mình em vậy? Tôi đi nấu bánh canh. Dặn cho bà nè, bà nãy viên là người yêu tôi lắm. Chào dạ. Gân chị ơi. Em chào anh chị. Ờ gân nè, lấy đã. Hai bà chị của em á bây giờ là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mà bây giờ còn một mình em à. Lấy cái mầm giờ hai anh chị giúp em mua một tô bánh canh thôi được không? Bà sáng giờ em quen giờ. Bạn tối quá. Bà thử canh giờ heo. Đâu cỡ gì bảo giờ. Mời được một tô bánh canh. Ấm lòng lắm nha, mưa gió kiểu này là ăn trời, tôi nói cho chắc bụng biết bao nhiêu. Cảm ơn nha. Cưng nha. Ăn đi. Thôi thì giờ hai anh chị mua giúp em một tô bánh canh thôi cũng được. Nha. Năn nỉ đó nghe, giúp em đi, hồi sáng giờ em đói quá trời luôn. Bánh canh chị ăn một tô bánh canh thôi nghe. Dạ em cảm ơn. Một tô nữa chị ơi. Ngon quá chị. Nè em gửi chị à, trời chị gán ăn đi nha, mập giống em dễ thương. Ra đường không có sợ ăn hiếp mình hết. Dạ em mời anh chị dùng. Vâng rồi, bán được xong rồi thì giờ tôi sẽ nấu một tô mẫu cho mấy bà xem nha. Nấu đi, nấu rồi, đi. Rồi, rồi, thì nấu cho tụi em ăn luôn rồi. Không, mình phải tự nấu, phải lăn cho bếp nấu thì nó mới ngon. Chết, chị nấu bụng ngon đói mà giờ phải bắt trước coi nấu nè, để chút xíu mình nấu. Để đặt thử thách đồ. Đầu tiên nè, trụng bánh canh nha. Đây là trụng vô nồi nước lèo luôn hả chị? Không, mình trụng vô nồi nước trụng chứ. Đó. Nước trụng mà có gì trong đó chị ha? Nước trụng mà chỉ có nước sôi thôi. Okay. Đó, mình dắt cho ráo nước. Ở đây. Vậy sao nước trụng mình không nêm cái này nọ được vô cho nó thấm vô cái miếng bánh canh cho nó ngon chị? Ừ. Nè bây giờ tôi dùng giò nạc nha. Giò nạc. Chị là cháu có nên ăn giò nhiều không? Nó nhiều cholesterol lắm.
chị mà... đi ăn hải sản đi. Ngộ lắm, mập mập thích ăn giò, giò nạc, giò gân. Mà có mỡ mỡ mới ngon nghe trời. Bên quán tôi có nhiều món lắm. Giò nạc, giò gân, đùi gà, cánh gà, hải sản nha. Gân đúng chị. Trụng gì cho nóng nè, không? Đúng rồi, trụng kỹ kỹ nó mới ngon. Giò nóng mới ngon. Trời ơi, nó không quất kìa ôi. Không khói không? Đó, đang nói giờ cách làm kiểu hơi không biết làm sống nhanh rồi sao ăn. Đụng hết rồi chị. Ừ, chín chưa rồi. Nè, bây giờ mua 3 miếng chả cá luôn hả? Em thích ăn, mọi người muốn thích ăn bao nhiêu cứ bỏ bấy nhiêu. Nghe không? Trời ơi, đói. Cái này đãi mà. Thôi, bà ăn vừa vừa. Không mấy mình không lấy bánh canh, mình lấy chả cá hết được không? Cậu ăn gì ngộ gì má. Thử thách mà. Thì muốn ăn gì ăn mà. Nè, đặc biệt phải cho xíu tiêu cho nó mới ngon nha. Rồi, xong. Một tô. Dạ, tới tôi. Rồi, vô. Tới chị nè. Chị lớn tuổi cho chị làm trước đi. Đó, chị ra. Chị, bà nấu đi. Chị nói vậy là chị làm trước đúng không? Ừ, chị lớn tuổi cho chị làm trước em ơi, chứ này chị có bầu có bề vậy em chị ơi. Chị ngon lắm quá ngon lắm luôn. Con ơi, ngoan, mẹ thương. Ờ, mẹ thương nha con. Nhưng mà mẹ. Coi bà lộ bà nấu nè. Mẹ, mày coi gì hai làm kìa. Cái này là nước sôi đó. Đó, trộn với nước sôi cho chị. Bây giờ trộn nước sôi. Mạnh mạnh lên chị. Trộn mấy lần? Trộn 3 lần. Chị đem 7-7-4-9 lần đi, giống như là luyện kim đơn gì đó là nó được. Rồi, chị làm bánh canh nó lạ. 9-8-1 rồi nè, nó rồi quay xong bỏ đây. Ủa, chị ăn bánh canh ít vậy chị? Thì đó em ơi kìa. Để luôn kìa. Rồi xong. Ăn có tinh bột thôi, sợ mập hiểu không? Bỏ giò vô trong cái lòng mà mình đụng nè. À, bây giờ lấy mày cái gì? Chị em mình đúng nhôm. Má ơi, đúng nhôm mà. Má ăn bánh canh ít chứ không phải sợ mập. Chị em mình đúng nhôm, mà không sợ mập đâu. Ủa, bánh bó canh rốt không mà bà. Bánh ăn cũ lắm. Lắc tiêu kìa. Trời ơi, cái tay coi trời dẻo ghê không. Trời ơi, đó rồi, xong. Yeah, ơi em. Đó bà. Tôi coi bà làm sao nha, coi dù tôi giả bà luôn. Cái tô kìa. Bà đó. Được. Đầu tiên là gấp. Đúng rồi, ăn cái ít tinh bột thôi. Ít tinh bột thôi. Nghe lời mẹ đi. Ít tinh bột. Rồi, đụng cho cái nước đụng, đúng rồi. Đụng 3 lần. 7-7-4-9 lần đi con. Ê, giờ nó thua rồi chị à. Vậy là tôi đây không được ăn đó. Ừ. Từ đây. Rồi, tới năm trà vô. Rồi, năm trà vô. Nào. Vô, rồi, mẹ. Bấm sờ cho em. Bấm số. Cô lên. Em bấm bánh canh thôi. Được không nha. Từ má ơi. 7-7-4-9 lần. Đó, lên chưa. Wow, chuyên nghiệp quá. Chuyên nghiệp không? Thấy năm trà chuyên nghiệp không? Năm trà ơi, bây giờ chị phải cắt trả luôn năm trà. Phải cắt trả. Không, cái này không cần đấy. Thì chả đang hải sản rồi. Vô đây trước đó, chị bỏ vô đây trước đi không? À. Thì thích ăn nó chưa chín lâu đó, bắt đầu có một cơ cho nó. Thấy có kinh nghiệm chưa? Cô lên. Thôi, ta có kinh nghiệm chưa? Cẩn thận nha. Ôi chết trời. Hên quá, không sao. Đừng là thành bánh canh ngón tay dạ, đó. Dạ, cắt trả luôn chị ơi. Dạ, một lát thôi. Rồi, bỏ vô đây luôn. Trộn lên. Câu chị là chị phải nhất định ăn nha, tại chị không có đeo bao tay đó. Con tôm chị đâu rồi? Đây, con tôm chị đây. Đó. Bây giờ chị sẽ lấy một ít củ cải, cà rốt. Cà rốt sẽ làm cho chúng ta giải độc cơ thể nha mọi người. Đẹp da hơn nè. Đẹp da đó. Rồi, trang nước vô. Trang nước vô. Lẹ đi nghe, còn có 10 giây nữa đó. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Ủa, bỏ vừa xong con kìa, nó hay ghê chưa? Xúc sắc. Rồi bưng ra ăn thôi. Yeah, trời ngon quá chị ơi. Ơi. Ngon chưa? Hết sảy. Trời ơi, cái mâm ngũ quả nó kìa. Ngũ quả gì bà nội? Ngũ sắc sao? Đây, tôi để bà ngũ sắc đó. Làm ăn bánh canh đi. Ngũ quả. Rồi ai ăn chè vô, thích ăn chè gì vô múc ăn. Đi. Ủa, đi vô, múc. Muốn nó gì? Cái này nếp hả? Nếp với gì vậy? Nè, cái chén này luôn hả? Đó là cái này có chè có bỏ nước cốt vô. Cái này là chè thốt nốt, còn cái này là mê môn, cái này đậu trắng, bánh chuối.
thích ăn gì thì ăn. Bún ăn hạt sen là sẽ mát người nha, rất là mát. Nhưng mà cái đen đen này là gì vậy, nó cẩm hả? Cái đó ngon, cái này ngon nha. Cái đen đen này là gì vậy? Trời đậu đen mà nội, nó cẩm kia đây. Em ăn cái này nè. Không, tôi sẽ ăn một chén thôi, nhưng mà tôi sẽ ăn hai loại chè, một cái ăn một muỗng thử thôi. Ăn lấy vị thôi. Em chỉ thích ăn cái này thôi. Tôi hảo ngọt lắm má. Có một vài chút xíu cái hạt này giống như là tôi là cái hạt gì ta? Cái gì chị? Nếp. Không. Nếp chỉ là cái hạt trong trong nè. Hạt trong trong hả? Hạt ngọc trai. Dạ không, cái gì vậy bà? Bà làm như giống như. Ủa nhưng mà chị múc cái gì kê vậy? Không, tôi ăn thử một cái một miếng thôi. Chứ ăn nhiều mập lắm. Em cũng ăn thử một chén. Ngon quá anh, biết sao sợ ghiền nó mấy má ơi. Đây tôi ăn thử một chén anh. Bánh lọt. Nè, rất là ngon. Bánh lọt ngon quá nè. Bánh lọt nè, nhưng mà tôi thích ăn lạt ít đường thôi. Bánh lọt. Bánh lọt. Trời ơi, chè quá trời ngon luôn quá trời. Cái này nước dừa hả? Đó, chỉ là một ít xương sáo. Trời ơi, xuất sắc còn mà đẩy luôn. Ăn thôi. Ăn thôi mấy trời ơi. Đây, tôi giới thiệu với các bà đây nè. Đây là ngũ sắc lên mâm của tiệm tôi đó. Hấp dẫn chưa? Mình của bên đáng chấm nước mắm bao ngon luôn. Tôi biết rồi. Nước mắm bao ngon thì nãy tôi thấy bà làm tôi biết rồi. Đó, mấy bà biết chè chè gì không? Chè gì vậy? Đây là củ năng thập cẩm. Nè, còn của tôi nè. Bánh lọt đậu xanh, xương sáo ăn rất là mát. Đó. Em nghe nói cái này là nhãn nhục lá dứa gì đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, chắc mát dữ lắm. Con này giỏi thuộc. Hồi nãy tôi lấy đại mà cái này là gì vậy? Nè, đậu trắng nước dừa chắc là béo nè, của tôi với lại hại nè, nhỏ nhưng mà ăn một chén là hai loại chè. Đúng rồi, bà ăn chè khoai môn với lại chè thốt nốt. Đúng rồi. Bây giờ là ngon quá. Bây giờ bánh chuối đặc sản của em ngon béo ngậy luôn. Nhưng mà trước khi ăn á, bây giờ mình sẽ nhắc bà con, mình sẽ chào bà con cái rồi mình ăn ha. Đúng rồi. Rồi bà con thân mến, đừng quên xem những cái hành trình của cô Ú và chúng tôi đã đi qua. Quý vị có thể xem vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của cô Ú nha mọi người. Mọi người hãy subscribe kênh và share cho tất cả các bạn bè cùng biết và ủng hộ cho chúng tôi để có nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa nhé. Và bây giờ xin chào. Ăn thôi. Đây, để tôi sẽ cuốn một cuốn này cho bà Năm Chàng thử nè, bà Năm Chàng. Tại tôi thấy bà ốm quá. Nè, chúng ta cho ốm thì con không mạnh mẽ được. Đúng rồi, chúng ta bỏ ăn luôn, khỏi uống. Nè, bỏ dưa leo nè, bỏ rau vô nha. Bà thích ăn vậy? Bà thích ăn tay heo phải không? Tôi cho bà cuốn tay heo cho bà nè. Tôi ăn này hả? Tôi ăn nó không nổi, tôi ăn không biết là con ngon. Ngon. Này nè. Thơm hả bà? Cua bánh đá cho bà nè. Thơm lắm, đá dứa lắm má ơi. Nè. Thơm đá dứa ăn miếng nhãn ơi. Trời ơi. Trời ngon quá. Nè bà ăn thử này nè. Này cầm. Đó. Để tôi múc miếng nước mắm cho bà dùng thử. Múc đi. Nước mắm nha. Thử heo nó giòn giòn, chua chua đã. Này chấm đi. Làm ngày mà chị ăn này sướng phải không? Trời ơi, chị nêm nước dùng ngon ghê luôn á. Trời ơi, nước mắm ngon. Ngon. Nó ngon dữ vậy à. Ngon nè, cứ là con đọng luôn á. Bà nữ cha mày phải ăn cũng từ từ, cái này làm quá chị. Ngon. Thôi, cuối ăn chè, tôi ăn chè trước. À, ngon. Còn bánh canh ngon xuất sắc. Nước ngon ngon hả? Trời ơi, quay trái nở. Ăn miệng mềm nhai nhồm nhèm. Quay lại nè. Ăn miếng con cá không? Mấy lạnh, ngon. Nè. Nói dậu ngon em. Nước cốt báo cháy với bà. Báo cháy bụt cháy có rồi. Ngon chị, ăn tiếp đi, ăn nhiều lắm, em đút chị nha. Ăn em. À. Ngon chị. Tiếp rồi. Tao chưa nuốt nó lấy gì ngon đi. Từ. Em cứu như vậy nha. Quay rồi má ơi. Em là cô Ú Bình Dương, có duyên đầm thắm. Em đẹp em xinh cũng như bao người, em vẫn hay tươi cười. Em là con gái em thích anh trai ở bên kia đường nhà em. Sao mà đẹp quá, trời ơi cái anh trai này ở đâu về đây rất thính với đời em nè. Sao anh đẹp trai quá trời à, người gì mà đâu con. Làm chứ sao em thấy tình yêu dâng trào. Thôi thì ngày mai em sẽ qua rủ người cùng nhau mình đi chùa đêm trăng rằm. Là con 15. Con 15 rồi cờ ra con mấy. Con số gì ra số gì ra số gì.
đang điều buồn khiến lòng càng buồn và người không vui. Người vui em sẽ vui theo, nếu không là em buồn chết mất. Giây phút biệt ly, có người vừa bước ra đi, có người nằm đây, có người ngồi kia, đông quá trời. Ngày mà anh sang tàu, người tình anh quá giàu, ngồi ăn chè nắm mau nhưng mà lòng em cứ mãi lao đao. Người yêu hỡi em đã hết tiền xài, là con 12. Con 12 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì ra.